Thôi giờ còn mình tôi với Thư Quang thì cũng Dạ. may còn số anh em theo dõi cầu truyền hình thôi. Trước khi nói thì tôi xin phép chào chú Kinh, chào bà con mình đang nghe diễn đàn cầu truyền hình của Thư Quang, và chào luôn các anh em chống cộng, chống gậy chống cộng, rồi không chống gậy cũng chống cộng, mà chống gậy không thì chào hết bà con mình nha. Chúng ta cũng biết thì nói về thuế đó thì nó là một khoản thu bắt buộc của nhà nước, không hoàn lại nha, khoản thu không hoàn lại của nhà nước đối với mọi công dân có thu nhập, để mà đầu tư, để mà thực hiện cái để chi vào cái mục đích công cộng nhằm làm phát triển đất nước, xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển đất nước hay là những việc khác, nói chung là vì quốc gia dân tộc, đó ai cũng hiểu rồi. Tôi chỉ nói sơ sơ vậy thôi, bây giờ tôi thật ra tôi cũng không hiểu nhiều lắm về vụ này, nhưng mà những anh em mà học về tài chính á, những anh em học về tài chính thì hiểu rõ hơn. Bởi vì trong cái phần tài chính nó có cái, theo tôi biết, vì con tôi đã học, tôi biết thì trong phần tài chính thì nó có cái môn gọi là tài chính công, tức là cái môn thuế. Nó quy định rất là rõ những khoản thu như thế nào đó, thì ở đây tôi chỉ nói sơ sơ vậy thôi, bởi vì tôi nắm cũng ít, cũng biết cũng ít thôi, thì nó mới đại khái nó vậy. Thì mọi công dân đều phải có trách nhiệm đóng thuế nếu như anh có thu nhập, mà anh không đóng thuế thì nhà nước phải có chế tài, bởi vì nó có một cái luật à, nó quy định mà nó đưa vào luật hình sự, đưa vào luật hình sự luôn chứ không phải đơn giản đâu. Thì như vậy chúng ta thấy rằng nếu là một công dân mà không thực hiện cái quyền, cái nghĩa vụ công dân của mình để đóng góp thực hiện cái nghĩa vụ đó là nhằm mục đích là đóng góp xây dựng đất nước à, mà mình không làm thì rõ ràng là mình vi phạm pháp luật. Mình vi phạm pháp luật thì anh sẽ bị chế tài bằng luật pháp thôi. Mà mấy cái anh bên bển á, tôi không biết là cái anh nào bên bển Việt Tân, Việt Tiết gì đó, hay là bên cái tổ chức Ngo đó, nó yêu cầu thả bà này ra, thì tôi lại liên hệ tới cái vụ mà cái đám mà bạo động mà khủng bố ở Tây Nguyên, thì nó cũng bển nó cũng ra lãnh, nó kêu là thả mấy thằng này ra, mà trong khi giờ lòi thêm một cái thằng từ bên bển về huấn luyện chỉ huy để tấn công vào hai cái trụ sở công an xã đó, thì các bạn thấy là có điều rất là vô lý không? Khủng bố giết người tàn độc, bắt cóc con tin luôn, mà nó kêu gọi là phải thả ra, rồi bây giờ tới cái vụ thuế nó cũng kêu thả ra. Vậy thì bây giờ anh cho tôi biết anh lấy cái danh nghĩa gì để anh kêu nhà hoạt động hả? Nhà hoạt động thì bây giờ anh hoạt động môi trường thì kệ anh, nhưng mà anh vi phạm pháp luật của Việt Nam thì Việt Nam sẽ chế tài bằng luật pháp. Rõ ràng nó là như vậy rồi. Chẳng hạn như bây giờ thằng con mà nó lêu lỏng quá, thằng con tôi ở nhà lêu lỏng quá, đi phá làng phá xóm, đi ăn cắp ăn trộm, nhà nước bắt nó, tôi bắt nó, con tôi ở nhà nó ngoan lắm nha, nó đang vô khiếu nại con tôi ở nhà nó ngoan lắm, mấy ông du quan giáo quạ nó vậy đó, chứ nó không có, vậy mấy ông thả nó ra. Thì như vậy liệu có hợp lý hay không, có hợp pháp hay không? Rồi theo thư quan thấy sao, cho tôi biết ý kiến trước tôi nói nữa. Đúng rồi, em đồng ý với anh á. Cái vấn đề đầu tiên á, bây giờ mình thực ra mà nói cái câu mà xét trên tư cách thì rõ ràng là cái đám nó, cả cái tập đoàn Ba Que tụi nó không chẳng có một chút tư cách gì cả, mặc dù nó luôn gắn trên cái bộ áo của tụi nó với những danh xưng rất là mỹ miều, nào là tổ chức phi chính phủ, nào là tổ chức vì môi trường, bla bla các thứ, nhưng mà thực chất mà nó hoạt động theo cái tiêu chí đúng của cái tên tổ chức của nó hay không á, thì chúng ta người dân Việt Nam chúng ta cũng nhận thấy. Anh không nhận với em điều đó không? Em nói cụ thể vậy đi. Bây giờ nó đứng danh xưng nó là nhà và môi trường hay là cái thế này thế nọ, vậy xin hỏi cơ quan xin đặt câu hỏi với tất cả mọi người, có bao giờ thấy tụi nó về Việt Nam đi xuống những cái cống rãnh nó bị nghẹt á để nó dọn vệ sinh, để nó chứng minh là nó hoạt động vì môi trường không cái đã, đúng không? Hay là nó chỉ bên kia nó có làm không? Bên kia nó có làm không? Đừng nói làm Việt Nam, ở bên kia nó có làm điều đó không? Thì đó, mình
chỉ nói ba cái hành vi, ba cái hành động nhỏ vậy thôi để chứng minh là gì? À, chúng tôi là thực sự là những nhà hoạt động muốn cứu môi trường, muốn bảo vệ cái này, muốn bảo vệ cái kia thôi. Thì cái đó chúng ta đã không thấy rồi, đúng không? Rõ ràng là xét về cái tư cách, mà kể cả ở đây là cái gì, rõ ràng là một cái chuyện nội bộ, một cái công dân của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vi phạm pháp luật của Việt Nam, thì những thành phần đó nó cái tư cách gì mà nó kêu gào, đúng không? Cái đó là vấn đề mà chúng ta xét về tư cách, xét về tư cách của những cái tổ chức đó. Và cái thứ hai á, ở đây thấy rất làm lạ, em chỉ thắc mắc như thế này nè. Rõ ràng là cái bà Hoàng Thị Minh Hồng nha, bây giờ em chưa đề cập là bà ta là có sâu, có làm sâu hay là nằm sâu ở trong cái tổ chức gì của Obama hay không thì cái đó mình chưa biết, mình không có chứng cứ thì em không nói. Nhưng mà rõ ràng là cái điều rõ ràng là điều gì, bà ta đã vi phạm pháp luật Việt Nam, bà ta đã thừa nhận và bà ta đã có những cái tờ đơn xin cứu xét khoan hồng bằng hình thức là nộp lại những cái khoản tiền để hưởng, mong được sự hưởng sự khoan hồng của nhà nước, đúng không? Và bà ta cũng là chính là người lập ra tổ cái tổ chức gì đó của bà ta, và bà ta cũng chính là người giải thể cái tổ chức gì đó của bà ta. Có nghĩa rằng đúng rồi, xong rồi, cái thời điểm xong hết, cái điểm bà ta bị bắt sau này thì bà ta chẳng còn đứng trên danh nghĩa gì và cái tổ chức gì đó nữa. Thì lấy cái lý do gì, lấy cái cớ gì những cái tổ chức tào lao bí đao ở trên thế giới này nó lại kêu gào? Anh nhớ mọi người thấy, thấy rõ không? Bây giờ và thưa quan nói là tôi nói thêm nè, so sánh giữa hai cái so sánh giữa cái tổ chức mà bà làm và cái việc bà làm nha, cái việc bà làm là bà trốn thuế, và cái tổ chức đó là cái tổ chức phi chính phủ, nó hoạt động mà phi lợi nhuận, cái tổ chức phi lợi nhuận, nó tổ chức vô phi chính phủ và phi lợi nhuận luôn, thì như vậy nó hoạt động nó không có gắn liền với cái pháp luật của Việt Nam, mặc dầu nó sẽ chịu bị chế tài nếu như anh làm sai, đúng không? Nếu anh làm sai thì anh sẽ bị chế tài, nếu như cái tổ chức đó làm sai, làm sai pháp luật của Việt Nam, nó ở đây nè, nếu ở đây của bà Hồng, bà còn, cái tổ chức của bà Hồng còn đó, mà bà ấy làm sai, vi phạm luật pháp của Việt Nam thì sẽ bị chế tài của luật pháp Việt Nam ngay, của pháp luật Việt Nam ngay. Nó còn đằng này là cái đó nó là hoạt động riêng biệt, anh hoạt động vốn lý gì của anh kệ anh, tôi không biết. Còn anh vốn của anh bỏ ra, anh quy động vốn gì đó anh làm thì đó tôi không biết, nhưng phải chịu sự chế tài nếu anh vi phạm. Đúng rồi. Đó là một lĩnh vực khác. Đó là lĩnh vực khác. Còn lĩnh vực này chúng ta đang bàn tới là lĩnh vực thuế. Mà thuế nó là nghĩa vụ, mà nghĩa vụ nếu anh không thực hiện, bởi vì pháp luật nó đã quy định rõ ràng là anh phải đóng thuế nếu như anh thu nhập bao nhiêu đó. Và nó có từng mức một. Nó có từng mức một để cho anh cho là buộc anh phải đóng thuế. Thì nhà nước anh đó là anh phân phối, anh thu nhập vô rồi anh phân phối để anh nộp thuế, anh phân phối ra anh nộp thuế, rồi nhà nước sẽ phân phối lại qua các khoản chi của chính phủ sẽ phân phối lại qua các khoản chi vào như là đầu tư cơ sở hạ tầng hay là cho các bản ngành này kia nọ tùm lum đó. Điều đó là chúng ta ai cũng hiểu, nhưng mà bà ta không thực hiện cái nghĩa vụ của mình, mà không thực hiện nghĩa vụ khi pháp luật đã quy định thì rõ ràng là anh đã vi phạm rồi đó. Bây giờ đó là hai cái này nó tách riêng biệt ra, nói về mặt mà tư cách thì anh là một công dân của Việt Nam, mà anh vi phạm pháp luật của Việt Nam thì anh phải chịu sự chế tài của Việt Nam, pháp luật của Việt Nam. Còn bên kia anh là ai? Tôi cho rằng nếu anh là người Việt Nam mà anh đang định cư bên kia mà anh chưa có quốc tịch Mỹ, nếu anh chưa có quốc tịch Mỹ, anh vẫn còn quốc tịch Việt Nam, mà tôi đây là tôi phân ra hai cái nha. Nếu là những người Việt Nam định cư ở nước ngoài chưa nhập quốc tịch, họ vẫn còn quốc tịch Việt Nam, vẫn còn đi qua. Anh đi qua bên kia anh làm ăn rồi anh trở về. Nhưng mà đứng trên danh nghĩa của người Việt Nam mà anh đòi hỏi nhà nước Việt Nam, anh yêu cầu nhà nước Việt Nam, anh đề nghị cho anh cũng được quyền yêu cầu. Bởi vì anh không phải là người trên nhà nước, anh không phải là một cái tổ chức trên cái chính phủ Việt Nam, thì anh không được quyền yêu cầu. Anh dùng cái từ yêu cầu tức là anh trên người ta rồi, nên nhớ rằng khi mà anh dùng từ anh phải phân biệt cho rõ ràng. Nếu anh là người cấp dưới hơn là anh phải đề nghị, mà anh là người cao hơn thì anh yêu cầu, để thể hiện rõ ràng cái địa vị của anh, cái chức vụ của anh cao hơn người ta. Đằng này nó là bố láo, nó yêu cầu, nó là cái gì nó yêu cầu, tôi cho nó là người Việt Nam. Còn nếu nó là người nước ngoài, nó không còn, nó là người Việt Nam nhưng không còn quốc tịch Việt Nam nữa, nó đang là công dân của Mỹ hay công dân của châu Âu chẳng hạn,
nó là một tổ chức nào đó tôi không biết, nhưng nó yêu cầu Việt Nam, thì hai chữ yêu cầu đó lại càng bậy nữa. Cái thứ nhất, anh không có địa vị gì trên Liên Hợp Quốc, trong Liên Hợp Quốc, của thế giới, các tổ chức của thế giới của Liên Hợp Quốc, thì anh không có quyền yêu cầu Việt Nam, mà nếu có chăng đi nữa thì anh cũng chỉ là một cái tổ chức của nhiều quốc gia tập hợp lại, thì anh vẫn phải đề nghị Việt Nam, chứ anh không được quyền yêu cầu. Anh không được quyền yêu cầu. Còn tụi nó là cái gì mà nó yêu cầu Việt Nam? Nó ra lệnh, yêu cầu là ra lệnh rồi chứ gì nữa. Nó ra lệnh Việt Nam phải thả bà Hồng ra, trong khi bà Hồng là người phạm pháp, vi phạm pháp luật. Cái vấn đề thế này là nhất. Mình giống như anh nói đó, những cái tổ chức đó nó yêu cầu trên cái cương vị gì, trên cái tư cách gì đối với tụi nó, đúng không? Mà trong khi rõ ràng, đúng không, nhà nước Việt Nam là điều tra kết tội bà Hoàng Thị Minh Hồng về cái tội trốn thuế, nó chẳng liên quan tới chính trị chính em gì ở đây cả. Anh nhớ công nhận không? Đó là hành vi, là trách nhiệm của một công dân mà được pháp luật đã pháp luật đã ban hành ra cái điều đó. Thì anh bây giờ anh làm sai cái điều pháp luật thì pháp luật chế tài thôi, là cái chuyện bình thường. Cho nên nếu mà những cái tổ chức đó nó càng kêu gào cho cái nhân vật Hoàng Thị Minh Hồng này, thì có thể cho chúng ta thấy rõ ràng là gì? À, câu hỏi chúng ta có thể đặt ra, ủa vậy bà Hoàng Thị Minh Hồng dính dáng như thế nào với những cái tổ chức đó? Đúng không? Anh Nhất công nhận không? Bởi vì á, nói về cái tội trốn thuế á, ở Việt Nam mình á, là không riêng cái nhân vật Hoàng Thị Minh Hồng và cái tội trốn thuế. Anh Nhất công nhận với em điều này không? Mọi người công nhận không ạ? À? Vậy tại sao? Nếu mà nó gọi là nó bảo vệ cái gì đó đi, thì tại sao những cái đối tượng khác mà cũng bị truy tố về tội hành vi trốn thuế rất là nhiều nha. Rất là nhiều nha. Tụi nó không kêu gào. Nó chỉ kêu gào cho đúng nhân vật Hoàng Thị Minh Hồng này. Thì cái câu hỏi đặt ra cho chúng ta để nhìn thấy rõ ràng là gì? Nó lạ nhất, đúng không? Nếu cái lạ không? Tôi tiếp ý hồi nãy. Thu Quang nói hoàn toàn không sai chỗ nào hết, nhưng mà riêng tôi thì tôi xin tiếp ý hồi nãy tôi cũng nói như vậy á, thì nó có một cái phần trùng ý với tôi, là Hoàng Thị Minh Hồng là gì của cái tổ chức Nho, là gì của cái tổ chức Việt Tân, hay là những cái tổ chức nào đó ở bên Mỹ hay châu Âu mà nó kêu gào nó rồi thả Hoàng Thị Minh Hồng ra, thì chúng ta đặt lại vấn đề giống như Thu Quang nói, bà này là gì của những tổ chức đó, đúng rồi, bà Hồng này nè, bà gì của tổ chức đó, hay là ngược lại, ở một mặt khác, nó kêu gọi nhà nước Việt Nam, chính phủ Việt Nam thả, cơ quan pháp luật Việt Nam thả bà Hồng này ra, với mục đích gì? Với mục đích gì? Cái điều đó mới là điều quan trọng. Nếu như bà này là người của nó, thì thôi mình không nói, nhưng nếu không phải người của nó, mà nó kêu nhà chính phủ Việt Nam thả bà này ra, cơ quan pháp luật Việt Nam thả bà này ra, à, với mục đích gì? Điều này nó không lý giải, nó không có một cái cơ sở nào để mà nó yêu cầu nhà nước Việt Nam pháp luật cái cơ quan pháp luật Việt Nam thả bà Hồng ra, nó không có một cái cơ sở nào hết, nó chỉ mượn vào cái yếu tố, mà yếu tố này phải nói là nó không có dính đâu vào đâu hết trơn. Bà này là một nhà hoạt động môi trường, nó lặng nhắc không? Cái này thật sự là lặng nhắc. Thì như vậy là tôi thấy rằng tụi này á, bắt đầu nó đi đến cái vấn đề là nó đang quan điểm, nó trở thành một nó không còn là một cái chuyện mà hoạt động môi trường nữa, không phải, đó không phải là một yếu tố chính đáng, nó không phải là cơ sở chính đáng, mà cái cơ sở tụi nó đây nó nâng quan điểm lên, đó là cơ sở chính trị. Nó cho rằng nhà nước Việt Nam áp bức người dân, trong khi người dân này không phải là một người dân tiêu biểu, một người dân tốt. Trốn thuế thì làm sao mà tiêu biểu tốt được? Chỗ này cơ quan có thể lý giải, mà cơ quan có thể lý giải được không? Mục đích gì? Đó. Dạ. Đó, như cái đoạn anh vừa nói đó. Chúng ta thấy cái gì? Bây giờ đặt trường hợp nha. Bây giờ em đặt trường hợp là vấn đề là bà Hoàng Thị Minh Hồng này không liên quan gì đến những cái tổ chức mà nó đang kêu gào trên không gian mạng đó. À, giống như anh Niết đặt câu hỏi thì sẽ là mục đích gì, đúng không? Thì rõ ràng thì nếu mà là như vậy thì chúng ta thấy rõ ràng mục đích của những cái tổ chức đó là gì, có phải là chống phá nhằm lật đổ
chế độ nước Cộng hòa sau chủ nghĩa Việt Nam không? Đúng không? Anh biết không nhận không? Bây giờ chúng ta mới chúng ta mới Nó đang muốn cổ suý cho cái việc là cái gì nó làm rối tung rối mù lên ba cái chuyện gọi là vi phạm pháp luật ở Việt Nam, đúng không? À, nhưng mà nó mất dạy ở chỗ là nó luôn gắn cái bộ áo rất là phong nền, rất là đẹp đẽ, đó là gì? À, là chúng tôi là những tổ chức phi chính phủ, tổ chức ngo, tổ chức không lợi nhuận, tổ chức không biên giới, vân vân mây mây, nhằm bảo vệ môi trường, bảo vệ thế này thế nọ. Nực cười chưa? Có phải là chính tụi nó mà nó làm tới làm lui, cuối cùng là tụi nó chân trước đá chân sau, nó đá lại chính cái quan điểm của tụi nó không? Anh nhớ như mọi người công nhận với em điều này không? Thật ra đó thì từ đầu khi mà nhìn khi mà nghe hết cái câu chuyện của anh Minh Giang nói, tôi không biết rõ là nội dung nguyên văn cái nó đề nghị ra sao nha, nó đề nghị ra sao, nó yêu cầu nhà nước mình ra sao, tôi dùng cái từ yêu cầu của nó đó. Mình thấy cái điều như này là rõ ràng khi nó yêu cầu thả ra thì mình thấy nó đã có cái chuyện mâu thuẫn rồi, như nãy Thư Quang nói là chân này đá trên kia đó, cái ý trước thấy sao đó. Nó đã có một cái sự mâu thuẫn rồi. Anh là một tổ chức phi chính phủ mà anh lại yêu cầu một nhà nước pháp quyền phải thực hiện theo yêu cầu của anh nha. Cái này tôi nhắc lại nha, anh là một tổ chức phi chính phủ mà anh yêu cầu một nhà nước pháp quyền thực hiện theo yêu cầu của anh, như vậy anh là gì? Có phải là một tổ chức nào đó đúng không? Đang hoạt động nha, đang hoạt động núp dưới cái danh nghĩa đó để hoạt động mục đích chính trị. Mục đích chống phá. À, vậy thôi. À, cái mục đích chính trị trước đã, mục đích chính trị. Từ cái mục đích chính trị này, anh mới mượn những cái cớ rất là nhỏ, chẳng hạn cái vụ của bà Minh Hồng, để anh mới đưa lên anh chống phá. Nếu như Việt Nam phản ứng cái gì ra sao đó. Thì tùy theo cái sự phản ứng của nhà nước Việt Nam, của chính phủ Việt Nam, thì bắt đầu anh đu lo anh làm tiếp, đúng không? Đúng rồi. Tôi thấy rõ ràng nữa là như vậy, bởi anh không có danh nghĩa, anh không có danh nghĩa gì hết à. Chỉ có nó dính dáng tới quyền lợi của anh kìa. Thí dụ như cái việc bắt bà Minh Hồng mà thì nó liên quan đến quyền. Thì thà như tụi nó gắn mẹ cái bộ áo vô đi, đúng không? Gắn mẹ bộ áo là tôi là tổ chức A bờ cờ gì đó. À, muốn lật đổ Đảng Cộng sản Việt Nam hay là muốn thay đổi thể chế ở Việt Nam cho rồi đi, đúng không? Cái đó mình chưa nói tới, ví dụ như cái việc bắt giữ bà Minh Hồng này nè, nó có ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp về mặt kinh tế. Về mặt kinh tế thôi nha, về mặt kinh tế thì anh có quyền lên tiếng. Cái vấn đề thứ hai là nó ảnh hưởng chính đến về ảnh hưởng về chính trị đến tổ chức của anh thì anh lên tiếng. Mà khi đặt vấn đề là ảnh hưởng đến chính trị của tổ chức anh thì tôi mới sẽ đặt lại vấn đề là nếu ảnh hưởng đến chính trị thì anh hoạt động, mục đích chính trị của anh hoạt động là cái gì, còn mục đích hoạt động chính trị của anh là gì. Đó, chỗ nãy Thư Quang đã trả lời rồi. Tại sao các quốc gia khác nó không bao giờ nó lên tiếng? Tôi nói ví dụ như ở bên Thái Lan có một người dân nào đó xúc phạm tới nhà vua Thái Lan hoặc là công chúa Thái Lan, là bạn đã im ra không nào nói tiếng nào đây đó. Thí dụ như mà như thủ tướng chặt trai gì đó, nó tham nhũng rồi nó trốn nó đi đó. Rồi không nào tôi không nghe nào nói hết trơn á. Tôi theo dõi qua vô đó cũng kỹ lắm, không nghe nào nói hết. Nhưng mà Việt Nam mình mà từ một cái việc nhỏ như cái móng tay rồi, như cái chuyện mà bắt bà Minh Hồng này thôi, chỉ là một mà một thành viên, là một công dân của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, vi phạm pháp luật Việt Nam về việc trốn thuế mà bắt đầu nó lại lên tiếng. Hả, mỗi lần mà Việt Nam có một cái vụ gì đó là nó lên tiếng, nó moi nó móc, nó nâng quan điểm, nó chuyện nhỏ chuyện chuyện bé nó xé ra to, nó làm cho chuyện như long trời lở đất,
để nó bôi nhọ danh dự của các tổ chức trong chính phủ Việt Nam, và hoặc là nó bôi bôi bác thẳng cái chính phủ Việt Nam. Mục đích nó là để làm mất làm giảm uy tín thôi. Rồi bắt đầu là giảm khi mà nó làm được một hai chuyện rồi nó bắt đầu nó khuấy động lên trở thành một cái làn sóng, mình nói phong trào thì chưa đúng, tạo thà làm cái làn sóng bất mãn đó nhà nước Việt Nam. Từ cái làn sóng đó là sinh ra nhiều chuyện khác nữa đó, tiếp 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 rồi đó. Mục đích của cái đám này nó đội lốt các tổ chức phi chính phủ, như thực ra nó đang hoạt động chính trị nhằm chống phá các nhà nước, các chính phủ đối lập với chính phủ Mỹ. Đúng rồi, Rõ ràng là vậy phải không? không có nữa. Rõ ràng nó là như vậy. Nếu mà giờ mình đi mình phân tích dài 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 ra, mình thấy được cái thủ đoạn của nó, cái âm mưu của nó, cái mục đích hoạt động của các tổ chức này nó là cái gì. Nó cứ tưởng rằng cái người dân Việt Nam hiện nay, tôi là cái thằng dốt nhất nè, tôi là cái thằng dốt nhất của cái nhà nước, của cái đất nước Việt Nam này, của trong cái 100 triệu dân Việt Nam này nè, nhưng mà tôi còn thấy được một chút xíu vậy đó. Chứ còn những người trên, những người có học, những người ta thuộc về loại là trí thức uyên bác, trí thức uyên bác thì làm sao gạt được người ta, lừa được người ta. Mình thấy mà cái điều này rõ ràng là nó quá ấu trĩ, nó quá trơ trẽn, ấu trĩ trơ trẽn. Mà ở đây là tôi nói gặp mà cái cầu truyền hình có thể quan là cái lực lượng của mình chỉ có mấy người thôi để mà lên tương tác với nhau nói, mà mình còn moi móc ra được, huống hồ về những tay to mặt bự người ta, không lẽ anh ta nhìn ta không thấy. rồi Vậy mà nó cũng đem, nó chỉ lừa được những người, một là thiếu hiểu biết, thiếu thông tin, thiếu nắm bắt, gần nắm thiếu thông tin để nắm bắt á, để nhận định cái việc đúng sai đối với cái tình hình của quốc tế và liên quan tới Việt Nam, và những người tham tiền nghe nó để mà nói theo làm bậy được thôi. Chứ còn cỡ những người dốt như tôi mà tôi còn nghe, tôi còn biết, mà làm đối với những người khác làm sao mà lừa họ được.